Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Phát biểu tại Hội nghị Tình báo và An ninh Quốc gia ở bang Maryland vừa qua, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA David Cohen nói rằng vẫn còn phải xem xét, đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch tấn công mà Ukraine phát động vào tỉnh Kursk của Nga. Ông Cohen cho rằng Kiev nói không có ý định chiếm đóng những khu vực đã kiểm soát được song quân đội Ukraine đang xây dựng phòng tuyến tại đây và có vẻ như họ dự định bám trụ trên phần lãnh thổ đó trong một thời gian. Phó giám đốc CIA cho hay, chúng tôi có thể chắc chắn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành cuộc phản công để giành lại lãnh thổ. Theo đánh giá của chúng tôi, đó sẽ là cuộc chiến cam go đối với người Nga. Ông Cohen cho rằng, ông Putin không chỉ phải đối mặt với thực tế là đang tồn tại một tiền tuyến ngay trên đất Nga, mà còn phải ứng phó sức ép từ dư luận trong nước vì lực lượng Nga đã để mất một phần lãnh thổ trong khi Ukraine tuyên bố các thành công trong cuộc tấn công ở Kursk, thì lực lượng Nga tiếp tục đạt được bước tiến ở Donetsk, miền đông Ukraine. Theo ông Cohen, Nga đã và đang đạt được những thành tựu đó với cái giá cực đắt về quân đội, thiết bị mà vẫn chưa chắc chắn có kiểm soát được thành phố chiến lược Pokrovsk hay không. Ông nhấn mạnh, nhưng rốt cuộc thì không điều nào trong số đó có thể thay đổi về mặt chiến lược đối với người Nga. Trong bối cảnh cuộc tấn công vào Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tăng cường kêu gọi đồng minh phương Tây dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tấn công sâu vào Nga, nhất là đối với tên lửa Storm Shadow, vốn có thể tránh radar đối phương và bắn trúng mục tiêu cách xa tới 305 km. Mới nhất, Ukraine đã được Anh bật đèn xanh sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công bán đảo Crimea và các khu vực khác do Kiev tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, quyết định về cách Ukraine sử dụng tên lửa không chỉ tùy thuộc vào London, vì chúng được sản xuất với sự hợp tác chặt chẽ từ Pháp và Mỹ trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa để tấn công những địa điểm ở Nga, nhưng quan chức Mỹ vẫn chưa muốn cấp quyền tương tự. Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ lo ngại việc sử dụng tên lửa tầm xa, ngay cả khi không có sự thấp thuận từ Washington, có thể làm gia tăng căng thẳng và dẫn đến việc quân đội Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Nga từ lâu đã chỉ trích phương Tây vì viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các cuộc tấn công đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột. Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tiêm kích Su-25 của Nga ở khu vực phía đông Donetsk bằng hệ thống phòng không vác vai Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội X, các chiến binh Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga theo hướng Kramatorsk. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, chiến đấu cơ Su-25 bị bắn rơi khi đang cố gắng tấn công vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine. Trên Telegram, lữ đoàn cơ giới số 28 đã chia sẻ đoạn video chiếc Su-25 bị bắn hạ ở Donetsk và cho biết số phận của phi hành đoàn trên máy bay Nga chưa thể xác nhận. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Thời gian qua, Ukraine đã liên tục bắn hạ các cường kích Su-25 của Nga trên mọi mặt trận. Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oris, hồi giữa tháng 6, Moscow đã tổn thất tổng cộng 31 máy bay Su-25 kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Su-25 là máy bay cường kích chống tăng do hãng Sukhoi phát triển với nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần trong quân đội Liên Xô. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Su-25 được coi là máy bay chủ lực giúp lực lượng Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km h vận tốc leo cao có thể lên đến 58 m một giây, trần bay tác chiến là 5.000 m đến 7.000 m và tối đa là 10.000 10 m. Su-25 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm pháo cỡ nòng 30mm, GSH-2, 30, bom dẫn đường bằng laser KB500, bom chùm 250kg và 500kg. Ngoài ra, Su-25 cũng được trang bị một số loại tên lửa để chiếm ưu thế trên không. Trước đó, hồi tháng 4, Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga sau khi trước này tham gia tấn công Ukraine. Tu-22M3 là máy bay ném bom có khả năng mang tên lửa tầm xa dùng để tấn công các thành phố của Ukraine. Thời điểm đó, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk khẳng định đây là lần đầu tiên các đơn vị tên lửa phòng không của không quân phối hợp cùng với cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 khi Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào thành phố Dnipro của Ukraine. Ông Oleschuk nói, máy bay này mang tên lửa hành trình KH-22 dùng để tấn công các thành phố Ukraine. Theo ông Mark Hansien, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và đang là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Nga chưa sử dụng nhiều sức mạnh không quân hay bom lượt để chống lại các lực lượng Ukraine xâm nhập vùng Kursk. Business Insider dẫn lời ông Kansian nói, tôi nghĩ lý do là hệ thống kiểm soát không lưu kém. Ông nói thêm, trong khi Mỹ và NATO có những cơ chế rất tinh vi và hệ thống rất phức tạp được huấn luyện bài bản giữa máy bay và trung tâm điều khiển để đảm bảo chúng không tấn công đồng đội, Nga lại không. Trên thực tế, việc Nga sử dụng bom lượn cũng đã được ghi nhận ở Kursk, nhưng quy mô rất ít. Hồi tuần trước, quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 27 quả bom lượn trong khu vực, nhưng không rõ con số này là từ khi các lực lượng Kiev đột kích vào Kursk hay chỉ trong một ngày. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng trên tài khoản Telegram chính thức một video ghi lại quá trình thả siêu bom FAB-3000 xuống lãnh thổ Ukraine. Dù đã có đồn đoán về việc Moscow sử dụng loại bom này tại Ukraine từ trước, song đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai thừa nhận điều đó đoạn video với tiêu đề không thể phớt lờ sức mạnh chiến đấu của loại bom này cho thấy quá trình đưa một quả bom FAB-3000 lên tiêm kích Su-34. Quả bom được gắn dưới giá treo trung tâm trên khung thân trước chiến đấu cơ. Sau đó, FAB-3000 được phi hành đoàn Su-34 thả từ một độ cao tương đối lớn, giúp tối đa tầm bay của bom. Trước tiêm kích tiếp tục theo dõi hành trình của quả bom và xác nhận được khí tài này đánh trúng mục tiêu. Forbes cũng từng đưa tin, hàng ngày Nga đã phóng 50 quả bom lượn và khu vực Sumy của Ukraine, nơi giáp với Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận các cuộc tập kích bằng bom dẫn đường của Nga là vấn đề lớn nhất hiện nay với Kiev, nói thêm rằng nước này cần phải tìm giải pháp tấn công tầm xa để có thể đánh phủ đầu các căn cứ không quân của đối phương, ngăn máy bay mang bom lượn của Moscow xuất kích. Trong khi đó, không quân Ukraine cũng đã bắt đầu dùng bom lượn GBU-39 do Mỹ sản xuất, tấn công nơi tập kết một đơn vị quân đội Nga tại tỉnh Kursk. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã nhấn mạnh Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các cuộc phản công vào các khu vực biên giới của Nga, bao gồm cả khu vực Kursk. Sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Kiev và nhiều khu vực của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đã đề nghị các nước phương Tây dỡ bỏ mọi hạn chế trong việc sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công Nga nhưng không được chấp thuận. Bởi những hạn chế này giúp Mỹ và các đồng minh tránh liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù họ đã gửi cho Kiev số vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Theo Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chính sách của chúng tôi không thay đổi, nhấn mạnh rằng Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để phòng thủ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới, nhưng không được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cũng cho biết không có sự thay đổi nào liên quan tới các hạn chế mà Mỹ đặt ra đối với Ukraine khi sử dụng vũ khí nước này cung cấp. Các hạn chế này như một lời tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột dù đã gửi cho Kiev hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho rằng những hạn chế như vậy làm cản trở quân đội của ông trong việc chống lại hoạt động của Nga ở phía Bắc Kharkov vào tháng 5 đồng thời yêu cầu chúng phải được dỡ bỏ hoàn toàn. Washington phản ứng bằng cách cho phép phản pháo chống lại lực lượng Nga qua biên giới. Mỹ cũng nới lỏng chính sách so với các hạn chế ban đầu khi cho phép Kiev tấn công lãnh thổ Nga mà Ukraine tuyên bố là của họ. Từ Crimea đến Zaporizhia, Kherson, các nước Cộng hòa Nhân dân, Donetsk và Lugansk tự xưng. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ đến Washington vào cuối tuần này để trình bày danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công. Đại diện đặc biệt của Bắc Kinh về các vấn đề Á-Âu, Lý Huy cho biết, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi và Indonesia lo ngại phương Tây sẽ tiếp tục nới lỏng các điều kiện sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Chính phủ Mỹ hiện đã vạch ra danh giới cho các cuộc tấn công sâu vào Nga sau khi một trong những tên lửa Atacms được trang bị đầu đạn chùm tấn công một bãi biển Crimea vào đầu tháng 6. Moscow đổ lỗi cho Washington về vụ tấn công và cho rằng Nga có thể trang bị vũ khí cho các quốc gia và thực thể không thân thiện với Mỹ để đáp trả. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hoạt động tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt xung đột với Moscow của nước này. Theo đài truyền hình CNN, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ Ông đang có kế hoạch hướng tới việc chấm dứt xung đột với Nga và dự kiến chia sẻ kế hoạch này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi tới dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng 9 tới. Ông Zelensky nói thêm, kế hoạch có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào Mỹ. Tổng thống Zelensky phát biểu, thành công của kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào ngày ấy, liệu rằng Mỹ có đưa cho chúng tôi những gì chúng tôi đề xuất trong kế hoạch, liệu rằng chúng tôi có được tự do sử dụng những gì có trong kế hoạch hay không. Nhà lãnh đạo cho hay ông sẽ trình bày kế hoạch cho cả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi không biết ai sẽ là Tổng thống Mỹ, nhưng chúng tôi muốn triển khai kế hoạch này. Mặc dù không nêu rõ chi tiết kế hoạch đang ấp ủ, Tổng thống Zelensky vẫn cho biết kế hoạch bao gồm 4 giai đoạn, bắt đầu từ chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào Kursk và giai đoạn này đã hoàn thành. Ông Zelensky nêu rõ, giai đoạn thứ hai mà Ukraine nhắm tới là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt xung đột theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế. Nghe qua thì có vẻ tham vọng, nhưng đây là kế hoạch cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, khi được hỏi chi tiết về kế hoạch, nhà lãnh đạo Ukraine từ chối cung cấp thông tin thêm. Đầu tháng 8, Ukraine đã tiến hành một hoạt động tấn công xuyên biên giới quy mô lớn vào khu vực Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã bị chặn đứng Mặc dù quân đội Kiev vẫn chiếm giữ một phần lãnh thổ trong khu vực và phải chịu thương vong nặng nề trong suốt cuộc giao tranh, hoạt động của Ukraine tại Kursk cũng đặt ra câu hỏi về cách thức chấm dứt các cuộc xung đột khi Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraine và đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, khiến hàng chục nghìn dân thường phải sơ tán. Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shitsky nói rằng một trong những mục tiêu của cuộc tấn công Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi các thành phố khác của Ukraine, chủ yếu là Pokrovsk và Kurakhove khi cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận nga đã phát động cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay vào ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp cả nước và gây ra mất điện trên diện rộng từ đầu năm moscow bắt đầu tấn công các nhà máy điện của ukraine với mục đích đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của kiev nhằm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của nga mục tiêu được nêu ra là làm tê liệt sản xuất vũ khí của ukraine và khả năng triển khai quân mới trên tiền tuyến những binh sĩ Ukraine chiến đấu ở những khu vực nóng nhất của mặt trận miền Đông đã tiết lộ tình thế nguy cấp ở chiến trường. Trong bóng tối của căn hầm tại thị trấn Toresk, ở miền đông Ukraine, các binh sĩ không biết bom lượn Nga đã ở gần họ như thế nào. Nhưng sự thay đổi đột ngột về áp suất không khí đi kèm với những tiếng nổ làm rung chuyển mọi thứ đã chứng minh sức công phá của những quả bom này khi chúng xé toạc những ngôi nhà gần đó. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các binh sĩ Ukraine cho biết Bom lượn có lẽ là loại vũ khí đáng sợ nhất. Chúng là những quả bom rơi tự do, còn lại từ thời Liên Xô, nhưng hiện được trang bị cánh bật ra, có chức năng định vị vệ tinh, biến chúng thành loại vũ khí có điều khiển. Stanislav, trung sĩ cơ sở thuộc lữ đoàn cơ giới 32 của Ukraine cho hay, khi các chiến đấu cơ Nga thả những quả bom lượn đầy uy lực về phía các đơn vị của Anh, nó rất đáng sợ và rất nhanh. Trong những tháng gần đây, Nga đã sử dụng những quả bom này với hiệu quả phá hủy có thể làm thay đổi cán cân giao tranh ở phía đông Ukraine theo hướng có lợi cho mình, đồng thời cho phép Moscow tiếp tục đạt được thành quả ổn định tại khu vực Donetsk. Những quả bom lượn cũng cho phép các lực lượng của Nga tấn công các thị trấn và ngôi làng với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Cùng với bước tiến của Nga theo hướng Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine cách đó hơn 60 km về phía đông nam, cuộc tấn công của Moscow và Toretsk đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk. Những người lính Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết, phần lớn họ bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng liên tục của Nga trong việc tiến hành các cuộc ném bom trên không dồn dập tiếp tục đóng vai trò quan trọng, buộc các lực lượng của Kiev phải rời khỏi một số vị trí được phòng thủ kiên cố nhất. Việc tìm cách đối phó với bom lượn vẫn là ưu tiên hàng đầu về quân sự và ngoại giao, ngay cả khi Kiev thực hiện một nước cờ táo bạo để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Kiev hy vọng cuộc tấn công sẽ buộc Moscow phải triển khai nhiều lực lượng hơn để bảo vệ khu vực này và vì vậy giảm bớt áp lực dọc theo mặt trận phía đông. Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Kremlin dường như vẫn có ý định duy trì các chiến dịch tại đây và đang tấn công dữ dội vào các thị trấn như Toresk. Đây là chiến lược vừa tấn công, vừa phản đòn của cả hai đội quân, bị tàn phá bởi nhiều năm giao tranh khốc liệt, song mỗi bên đều đang đánh cược rằng đối thủ của họ sẽ bị kéo căng quá mức và dễ tổn thương hơn. Ngay cả những binh sĩ Ukraine đã quen với nhiều năm pháo kích cũng phải dùng mình trước sức hủy diệt của vũ khí này. Một quả đạn pháo cỡ nòng 152mm mà Nga bắn hàng nghìn quả mỗi ngày chứa hơn 6kg chất nổ. Một quả bom lượn thường được triển khai là FAB-1500 chứa gần 6.000kg chất nổ. Khi chiến đấu cơ Nga bay gần tiền tuyến, các binh sĩ cho biết chúng được bảo vệ bởi các UAV giám sát và UAV tấn công dày đặc trên bầu trời, trong khi săn lùng các binh sĩ Ukraine được trang bị súng phòng không vác vai. Theo binh sĩ Petro, 8 giây ngoài trời dài như cả thế kỷ. Anh nói rằng một binh sĩ Ukraine có thể nhìn thấy tiêm kích Nga lao vút qua bầu trời mà không thể làm gì để ngăn chặn nó vì mối đe dọa từ UAV. Trong một động thái nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội Baltic, các binh sĩ Nga vận hành hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển ban e đã phóng điện tử nhắm vào các mục tiêu giả định ở khu vực Kaliningrad. Cuộc tập trận huấn luyện phóng điện tử tên lửa diện hạm ban e này đã được Bộ Quốc phòng Nga chính thức công bố. Phóng điện tử là quy trình huấn luyện chiến đấu giống tình huống thực tế, trong đó kíp vận hành thực hiện đầy đủ thao tác từ bám bắt tới nhấn nút khai hỏa, nhưng tên lửa không rời khỏi bệ phóng mà được mô phỏng lao tới mục tiêu trên màn hình. Trong khuôn khổ các cuộc diễn tập này, các đơn vị Nga di chuyển đến các khu vực được chỉ định, sau đó nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu. Bên cạnh phóng điện tử, binh sĩ Nga còn tiến hành tích hợp công nghệ UAV vào trong quá trình huấn luyện chiến đấu bảo vệ bờ biển. Khoảng 100 binh sĩ và khoảng 20 đơn vị xe cộ và thiết bị chuyên dụng đã tham gia vào cuộc tập trận đội hình tên lửa để phòng thủ ven biển. Tên lửa bờ biển Ban E là hệ thống phòng thủ cơ động được thiết kế để chống lại các tàu nổi. Ban E là hệ thống phòng thủ bờ biển do phòng thiết kế Zvezda chế tạo. Đây là phiên bản sử dụng trên đất liền, phát triển từ loại tên lửa chống hạm KH-35, được NATO định danh SSN-25 Switchblade. Hệ thống ban e được chế tạo cho nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, khu vực eo biển, vùng lãnh hải chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương vào đất liền. Hệ thống có thể tấn công tàu mặt nước, tàu đổ bộ và lực lượng phụ trợ của đối phương, các thành phần của hệ thống ban e gồm xe chở bệ phóng tên lửa lắp trên khung gầm MZKT-7930, cấu hình 8 x 8 bánh. Mỗi xe phóng chở theo 8 tên lửa được lắp trong ống phóng kiêm container bảo quản. Mỗi khẩu đội ban e gồm 4 bệ phóng tự hành, tổng số 32 tên lửa sẵn sàng phóng, 2 radar di động và một trung tâm chỉ huy lưu động. Việc sử dụng hai radar cho phép tấn công đồng thời 24 mục tiêu, điều này rất hữu ích trong việc chống lại cuộc đổ bộ quy mô lớn. Hệ thống phòng thủ bờ biển Ban E được giới phân tích quân sự đánh giá rất cao dựa trên yếu tố chi phí và hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống tên lửa bờ biển Ban E còn được trang bị radar Monolith B giúp đảm bảo phát hiện mục tiêu, theo dõi và dẫn đường cho tên lửa tập kích tàu đối phương. Hệ thống radar này có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, cũng như có thể dẫn đường cho việc tiêu diệt đồng thời các mục tiêu trên. Tại nhà máy hàng không, Komsomol Onamur, KNAZ, mang tên U.A.Gagarin ở vùng Viễn Đông, tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC, thành viên tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã xây dựng và đưa vào hoạt động một cơ sở mới để sản xuất tiêm kích Su-57. Cơ quan báo chí của tập đoàn UAC cho biết thêm, sự kiện đưa dây chuyền lắp ráp mới vào hoạt động được tổ chức chung với dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nhà máy KNAZ. Theo thông báo, những tòa nhà dùng để thử nghiệm hệ thống nhiên liệu và giai đoạn đầu tiên của phân xưởng kiểm tra đối với hệ thống điện tử hàng không đã chính thức hoạt động. Sau đó, một nhà chứa máy bay sẽ được đưa vào sử dụng để đánh giá toàn diện mọi hệ thống cũng như tiến hành thử nghiệm trên mặt đất cho tiêm kích Su-57. Điều này là rất cần thiết để mở rộng quy mô sản xuất hàng loạt. Trước đó, với việc mở dây chuyền sản xuất mới vào năm 2022, 12 chiếc Su-57 khi đó dự tính ra cho không quân Nga vào cuối năm 2023. 20 chiếc khác dự kiến sẽ được chế tạo vào năm 2024, khiến Su-57 trở thành máy bay phản lực được sản xuất nhiều nhất trong số các dòng máy bay chiến đấu ở Nga. Đơn vị đầu tiên sử dụng Su-57 là Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ 23, đóng tại The GOG, thuộc quân khu phía đông. Hiện nay, quá trình hiện đại hóa nhà máy hàng không KNAZ sẽ vẫn tiếp tục khi Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec có kế hoạch tái thiết lớn trong nhiều năm đối với những cơ sở khác nằm dưới sự quản lý của họ. Nhờ vậy mà quy trình sản xuất máy bay chiến đấu sẽ được ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiệu quả hơn. Được biết, cả quỹ đầu tư chính phủ Nga và tập đoàn UAC đều đang đầu tư vào nhà máy KNAZ. Cần nhắc lại, chương trình máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã gặp phải giao cản đáng kể về sản lượng thấp, gây ra sự hoài nghi trong số các chuyên gia phương Tây. Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, cho đến nay đã có khoảng 30 chiếc Su-57 xuất xưởng, quá ít nếu so với sản lượng hơn 1.000 chiếc F-35 và gần 200 chiếc F-22 của Mỹ. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga cũng gặp khó khăn với công nghệ chưa hoàn thiện, cụ thể là các vấn đề phát triển động cơ gây cản trở hiệu suất của nó so với các tiêm kích tàng hình phương Tây. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã làm chậm việc Nga nhập khẩu chất bán dẫn và thiết bị công nghệ cao từ Liên minh châu Âu. Mặc dù vậy, Tập đoàn Máy bay Thống nhất UAC cho biết phiên bản Su-57 nâng cấp đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 21 tháng 10 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết quân đội nước này đã sử dụng UAV Lancet để tấn công và phá hủy một trạm radar ở khu vực Sumy của Ukraine. Trạm radar này được xác định là ST-68, vốn là radar giám sát không phận băng tần E được thiết kế tại Liên Xô vào những năm 1970 và đã nâng cấp nhiều lần trong những năm qua. Nó thường được sử dụng để xác định các mục tiêu bay thấp cho các hệ thống phòng không. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, sau khi xác định được trạm radar với anten mảng pha ở vị trí thẳng đứng, các lực lượng Nga đã triển khai UAV Lancet tấn công. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn, phá hủy trạm radar này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã bị làm mù sau cuộc tấn công này, song phía Nga không nêu rõ địa điểm cụ thể xảy ra cuộc tấn công. UAV Lancet được cho là có tầm bắn hiệu quả, lên tới 50 km. Khu vực Sumy của Ukraine nằm giáp với tỉnh Kursk của Nga. Hồi đầu tháng 8, Kiev đã tiến hành một cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào tỉnh Kursk. Các quan chức Ukraine tuyên bố đây là một nỗ lực nhằm thiết lập một vùng đệm an ninh dọc theo biên giới. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng chiến dịch xâm nhập biên giới đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào Sumy. Kiev trước đó đã nêu một số mục tiêu trong chiến dịch này, trong đó có việc giành được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, đồng thời chứng minh cho các quốc gia phương Tây và người dân Ukraine thấy rằng quân đội của họ vẫn có thể tiếp tục tấn công để gây áp lực lên Moscow dù phải chịu nhiều khó khăn trong thời gian qua. Trong diễn biến khác, một lính quân sự tư nhân Mỹ đã mô tả tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine AFU là hỗn loạn. Một thành viên của nhóm trinh sát tiền phương FOG thuộc công ty quân sự tư nhân PMC Mỹ đã chia sẻ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News. Người này chia sẻ với ABC News rằng chúng tôi được yêu cầu tới Kursk để hỗ trợ các hoạt động bắn tỉa, nhưng hiện tại ở đó đang rất hỗn loạn. Tất cả kết thúc với việc chúng tôi không thực hiện chiến dịch đó. Bình sĩ này cho biết AFU tiến vào khu vực Kursk đã bị giàn trải quá mức. Điều này khiến các đơn vị không thể phối hợp được với nhau do không có đủ lực lượng và hỏa lực. Vòng đàm phán cấp cao diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán này có sự tham gia của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Mossad của Israel David Bania. Phái đoàn Hamas không tham gia trực tiếp, nhưng đã được các nhà trung gian Ai Cập và Qatar thông báo tóm tắt về kết quả đàm phán. Các nhóm làm việc cấp chuyên viên của Mỹ và Qatar vẫn ở lại Cairo để tiếp tục công việc với hy vọng giải quyết được những bất đồng còn tồn tại. Một quan chức yêu cầu giấu tên của Mỹ cho biết, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Brett McGurk, đã có các cuộc đàm phán tại Doha với các nhà lãnh đạo cấp cao của Qatar về những nỗ lực hiện nay nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bán ở Gaza. Cuộc gặp của ông McGurk với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani diễn ra sau khi Thủ tướng Qatar đến Tehran để hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza tiếp tục bế tắc sau khi cả hai bên đều từ chối các thỏa hiệp do các nhà trung gian đề xuất. Trong số các yêu cầu của mình, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên quyết duy trì sự hiện diện của quân đội Israel dọc hành lang Filadelfia và sàng lọc những người Palestine phải di rời khi họ trở về phía Bắc Gaza. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này chỉ đàm phán về lệnh ngừng bắn dựa trên các đề xuất hồi đầu tháng 7 của tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Bashir Nayem. Quan chức cấp cao của Hamas nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào mà thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra chỉ để phá hoại mọi nỗ lực đã được thỏa thuận ngừng bắn." Phái đoàn Hamas đã rời Cairo sau khi nhận được kết quả bằng văn bản của các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày giữa Israel và các nhà trung gian Qatar, Ai Cập và Mỹ. Trong khi đó, ông Mahmoud Madawi, quan chức cấp cao của Hamas tại Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng: "Chúng tôi chưa thấy bất kỳ tiến triển nào trong lập trường của Israel." Ông Netanyahu vẫn kiên quyết duy trì quân đội Israel ở Gaza và không chấm dứt xung đột. Điều này cho thấy ông Netanyahu sẽ tiếp tục giao tranh sau giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn. Yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza, cho phép những người đi sơ tán được trở về nhà, chấm dứt xung đột, tái thiết Gaza và trao đổi con tin. Ông Merawi nhấn mạnh, Hamas sẵn sàng thực hiện những điểm mà Israel đồng ý dựa trên thông báo của Tổng thống Mỹ và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông kêu gọi các nhà trung gian hòa giải, đặc biệt là Mỹ, gây sức ép buộc Israel và ông Netanyahu thực hiện các nội dung đã thỏa thuận. Theo trang tin tức Axios, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu ông Netanyahu rút quân đội Israel ra khỏi hành lang Philadelphia trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn để đảm bảo sự thành công cho các cuộc đàm phán. Ông Netanyahu đã chấp nhận một phần yêu cầu của ông Biden và đồng ý từ bỏ một địa điểm do lực lượng Israel kiểm soát tại hành lang Philadelphia. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, vòng đàm phán cuối tuần trước tại Cairo dù đã được tiến triển nhất định nhưng không thể đảm bảo mang lại một thỏa thuận cuối cùng trong thời gian sớm nhất. Hiện các nhà đàm phán vẫn đang thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận. Các nhà đàm phán Mỹ hy vọng thủ lĩnh chính trị Hamas Yahya Sinwa sẽ nhận được bản sao đề xuất mới nhất trong những ngày tới. Mặc dù thời gian vẫn chưa rõ ràng do khó khăn trong việc liên lạc với ông Sinwa. Tại khu vực Trung Đông Bắc Phi, Liên đoàn Ả Rập AL đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch quân sự của Israel tại khu vực phía bắc bờ Tây. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abul Geid đã tuyên bố các cuộc tấn công của Israel là sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng và đe dọa cả khu vực Trung Đông. Ông chỉ trích việc Israel phá hủy cơ sở hạ tầng, bao vây các bệnh viện và thực hiện nhiều hành động khác, coi đây là nỗ lực nhằm khuất phục người dân Palestine và phá hoại các thỏa thuận hiện có. Ông Abul Geid cũng chỉ trích Mỹ vì không gây áp lực đủ lớn đối với Israel, làm cản trở các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông kêu gọi Washington có lập trường rõ ràng và can thiệp để chấm dứt các hành động quân sự ngày càng gia tăng của Israel. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Palestine và Israel, quân đội Israel đã mở kế hoạch quân sự quy mô lớn tại các thành phố Jenin, Tubas và Tunkham, cùng các trại tị nạn trong khu vực, làm hư hại cơ sở hạ tầng và áp đặt lệnh bao vây ba thành phố này. Bộ ngoại giao Ai Cập cũng đã ra tuyên bố kịch liệt lên án các cuộc tấn công quân sự gần đây của Israel vào các thành phố phía bắc bờ tây, khiến nhiều người Palestine thiệt mạng và bị thương. Trong tuyên bố của Bộ ngoại giao Ai Cập, Cairo cáo buộc Israel vi phạm có hệ thống luật pháp quốc tế. Ai Cập coi đây là động thái tiếp tục chính sách gia tăng và mở rộng xung đột của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine. Ngoài ra, Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường thống nhất để bảo vệ người Palestine đồng thời yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng từ chiến dịch hiện nay. Theo tuyên bố trên, các cuộc tấn công mới nhất của Israel ở Bắc Bờ Tây diễn ra đồng thời với các cuộc tấn công ở Gaza và các hành vi xâm phạm các địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem, cho thấy Israel vẫn kiên quyết thực hiện các hành động gia tăng căng thẳng. Tình trạng bạo lực ở Bờ Tây đã gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza vẫn tiếp diễn. Theo con số thống kê của hai bên, hơn 640 người Palestine và ít nhất 19 người Israel thiệt mạng trong các vụ bạo lực kể từ tháng 10 năm 2023. Trong phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Gaza, coi đây là động lực nhằm ngăn chặn căng thẳng tại khu vực gia tăng hơn nữa. Israel chiếm giữ bờ Tây, Đông Jerusalem và giải Gaza trong chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967. Theo luật pháp quốc tế, việc Israel lập khu định cư ở những vùng lãnh thổ của người Palestine là bất hợp pháp. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây những thập kỷ gần đây. Đây là nơi sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Một phần bờ Tây đang được chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu kiểm soát và đảm bảo an ninh theo bình luận của tờ jerusalem post của israel iran dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng ngoại giao mới abbas arachi đang thực hiện một cuộc tấn công ngoại giao mạnh mẽ nhằm củng cố vị thế của mình trong khu vực cuộc tấn công này diễn ra ngay cả khi iran tiếp tục cảnh báo israel về một cuộc tấn công trả đũa quân sự điều này cho thấy chiến lược của tehran không chỉ giới hạn ở việc sử dụng sức mạnh quân sự mà còn mở rộng ra nhiều mặt trận khác bao gồm cả ngoại giao ngay sau khi nhậm chức ngoại trưởng arachi đã tổ chức hàng loạt các cuộc họp quan trọng với các đối tác khu vực nhằm tăng cường sự hiện diện của iran trong các cuộc đối thoại chiến lược ở trung đông dù mới nhậm chức ông đã nhanh chóng thể hiện kinh nghiệm của mình trong vai trò mới này một trong những cuộc họp đáng chú ý đầu tiên là với ngoại trưởng coes abdullah al jahia theo truyền thông nhà nước iran hai bên đã thảo luận về việc phát triển và mở rộng quan hệ song phương với sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đối thoại chính trị liên tục giữa hai nước. Những nỗ lực này của ngoại trưởng Arakchi cho thấy một chiến lược rõ ràng của Iran nhằm củng cố các liên minh chiến lược trong khu vực. Ngoài các cuộc họp với COES và Oman, Iran còn nỗ lực tăng cường quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Tuần này, đại sứ Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mohammad Hassan Habibzadeh đã gặp phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Sefdead Jinmas. Mối quan hệ nồng ấm giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là một phần quan trọng trong chiến lược của Tehran. Khi cả hai nước đều có mối quan hệ gần gũi với Nga, không chỉ dừng lại ở đó, Iran còn tích cực tăng cường quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Qatar và Iraq. Cuộc họp giữa tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Tehran là minh chứng rõ ràng cho điều này. Qatar, một đối tác quan trọng của Iran, đã tham gia vào các cuộc thảo luận song phương và khu vực với Iran trong đó một lần nữa israel là đối tượng chỉ trích chính một điểm đáng chú ý khác trong chiến lược của iran là việc tiếp cận ai cập quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực mục tiêu của iran không chỉ là tăng cường quan hệ song phương mà còn là tạo ra một vòng lửa xung quanh israel chiến lược này bao gồm việc cô lập israel về mặt ngoại giao trong khi sử dụng các lực lượng dân quân thân tehran để tiến hành các cuộc tấn công quân sự gián tiếp tờ jerusalem post cho rằng Cuộc tấn công ngoại giao của Iran không chỉ là những cuộc họp ngoại giao thông thường mà là một phần của một chương trình nghị sự rộng lớn hơn, trong đó Iran nỗ lực định hình lại cán cân quyền lực trong khu vực. Thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược, Tehran đang tìm cách cô lập Israel và củng cố vị thế của mình như một lực lượng quyền lực hàng đầu trong khu vực. Ngoại trưởng Arachi với kinh nghiệm và khả năng đàm phán của mình đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược này. Mỗi cuộc gặp gỡ mỗi cuộc thảo luận đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra lợi thế chiến lược cho iran cuộc tấn công ngoại giao này không chỉ là một phản ứng trước các thách thức hiện tại mà còn là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia của iran và tăng cường sự hiện diện của nước này trên trường quốc tế